có rất là nhiều bạn phản hồi lại với Trang là ăn thịt xương sâm rất là ngon, nó mát mẻ cơ thể mà nó còn khỏe trong người nữa. Bởi vậy mọi người muốn trồng một dàn xương sâm quanh nhà để có lá ăn quanh năm luôn á, mà không biết trồng như thế nào nó có dễ hay không. Thì bây giờ Trang sẽ hướng dẫn mọi người cái cách trồng cây xương sâm để có một dàn xương sâm ăn quanh năm suốt tháng luôn nha. Và cái cây xương sâm này nó rất là dễ trồng vì nó đã thích hợp với khí hậu Việt Nam rồi. Đầu tiên thì mọi người phải chọn cây giống cho thật tốt ha. Bên Trang nó cung cấp hai loại cây giống nè, đó là cây sâm lá lông và cây sâm lá trơn để cung cấp cho mọi người nè. Đây, Trang sẽ trồng như thế này nha mọi người. Khi Trang cung cấp cây về á thì mọi người tháo bầu ra và mọi người đem trồng xuống đất ha. Tại vì nó phát triển lên như thế này nè, nó sẽ bò lên. Và Trang sẽ làm dàn như thế này, nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không có cần cầu kỳ, chỉ cần có một cái sợi dây như thế này là nó leo lên thôi à. Đây, Trang sẽ cột dây kẽm ở trên ha, và câu những cái sợi dây cho nó đu xuống như thế này nè. Đó, câu thẳng xuống, xuống tới tận gốc luôn nha mọi người. Đây, như thế này ha. Rồi, bắt đầu dây của mình nó phát triển thì nó bò, nó sẽ quấn quanh nó theo cái sợi dây này thôi. Và khi cái cây xương sâm mình nó bò lên cao và lá nó già để chuẩn bị thu hoạch á, thì mình làm như thế nào? Đây, Trang sẽ xuống dàn như thế này ha. Trang sẽ tháo cái sợi dây ra và kéo cái dây xương sâm của mình nó tuột xuống gần sát đất nha mọi người. Cái ngọn nó sẽ tuột xuống. Đó, Trang kéo như thế này nè. Rồi, ngọn của mình nó thấp xuống và chuẩn bị nó sẽ bò theo cái dây lên tiếp tục ha. Trang sẽ buộc cái sợi ni lông đen này vào cái sợi kẽm, cố định lại. Đó, như thế này nè, như vị trí ban đầu ha. Đó. Rồi cái lá già thì Trang sẽ quấn quanh vòng vòng ở đây thì mình sẽ hái ở dưới đất thôi nha mọi người. Còn cái ngọn này nó sẽ từ từ nó sẽ phát triển và nó bò lên theo cái dây này ha. Và mọi người cũng hay hỏi Trang là trồng cây xương sâm này ở trong chậu có được không? Thì cây xương sâm này trồng trong chậu vẫn ok nha mọi người. Vì nó thuộc dạng rễ chùm, nó ăn lan rộng ra nên mọi người trồng trong chậu vẫn ok ha. Rồi đây là những chia sẻ của Trang á. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment hỏi, Trang sẽ giải đáp nha.